Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày 20 tháng 11 năm Nhâm Dần, là ngày giỗ của bố tôi. Do vậy, anh em con cháu chúng tôi tụ tập tại nhà để sắp sửa cơm canh, hương hoa trà quả để bày lên bàn thờ cúng bố tôi. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình Ngày giỗ cha. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay ngày 20 tháng 11 năm Nhâm Dần, tức ngày 11 tháng 12 năm 2022, là ngày giỗ của bố tôi. Bố tôi sinh ra và lớn lên tại xã Đông Khê, huyện An Hải, thành phố Hải Phòng, nay là phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Khi lớn lên, bố tôi là thợ công nhân, nuôi dạy anh em chúng tôi nên người. Đến năm bố tôi 78 tuổi thì qua đời về nơi chín suối, về với tổ tiên. Từ đó, cứ đến ngày này là ngày giỗ của bố tôi. Do vậy, anh em con cháu tập trung tại nhà tôi để thắp sửa cơm canh, trà quả để dâng lên bàn thờ cúng bố tôi. Đây là một việc làm ơn nghĩa cao dày. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Đi khắp thế gian, không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời, không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông, không đong đầy tình mẹ. Mây trời lồng lộng, không phủ kín công cha. Tần tảo sớm hôm, mẹ nuôi con khôn lớn. Mang cả tấm thân gầy, cha che chở đời con. Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không. Mang con 9 tháng 10 ngày, bao nhiêu vất vả hôm nay đã tròn. Tương lai của mẹ là con, dưỡng con khôn lớn héo mòn tuổi xuân. Lo từng mảnh áo cái quần, hình ảnh đẹp về tình cha con. Bát cơm đạm bạc đuổi luân mỗi ngày, những hôm tiền hết gạo vay, cha con lại phải đi cày suốt trưa. Cuộc đời biết mấy cho vừa, thương con bố mẹ trời mưa vẫn dầm. Muốn cho đủ bát đủ mâm, vẫn là mục đích cha thầm mẹ mong. Công dưỡng dục muôn đời khó trả, cha mẹ luôn vất vả cho mình. Như trời biển rộng mênh mông, núi ngàn lá trải đêm tình mới xong. Thái dương tỏ tấm lòng hiếu thảo, sơn vời cao gió đạo sinh thành. Nghĩa tình gánh cả trời xanh, mẹ cha tất cả cho mình ấm no. Như câu ví thân cỏ lam lũ, nước đục ngầu vẫn cố lo toan. Trong tâm tuổi lệ chẳng màng, nguồn thương con cái hòa chan biển trời. Chảy êm ả chẳng lơi ngày tháng, ra mạch tươi mưa nắng không sờn. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Ơn trời biển tấm lòng muôn trượng, mẹ cùng cha sinh dưỡng chúng con. Năm khắc khoải tháng mỏi mòn, sớm khuya tần tảo héo hon một đời. Xưa nghèo túng chẳng nơi để ở, lại nhiều con vay nợ chất chồng. Cơm chẳng đủ áo cũng không, xót xa thương mẹ giữa đồng tấm mưa. Xong mùa vụ cũng vừa là lúc, chủ tới nhà thúc giục nợ nần. Từ bậu cửa tới giữa sân, kẻo đông người chờ thóc dần vơi đi. Cứ như vậy kiên trì gian khổ, vì các con vẫn cố gượng mình. Cha chịu khổ mẹ hy sinh, nhịn cơm nhường áo thân hình xác xư. Qua bĩ cực bảy giờ thương tưởng, tùy chúng con chẳng thượng chẳng quan. Luôn kính trọng biết kết đoàn,
Anh em nhường nhịn, cháu ngoan nghe lời. Đã tới lúc nghỉ ngơi thanh thản, cầu mẹ cha bầu bạn lâu dài. Dù kiệu cổ rước trên vai, xin được miệt mài phụng dưỡng mẹ cha. Cảm ơn cha mẹ đã cho con cuộc sống, gánh nặng cuộc đời mẹ đã khổ vì con. Ơn nghĩa sinh thành con xin ghi nhớ, suốt cuộc đời con không dám quên. Cuộc đời bao nỗi đắng cay, nhìn về cha mẹ lệ cay nghẹn ngào. Hôm nay nước mắt tuôn trào, nhớ ơn cha mẹ cả đời cứu mang. Cho con cuộc sống vinh quang, tương lai tươi sáng muôn vàn mai sau. Tóc mẹ nay đã bạc màu, vì bao khổ cực dài dầu sớm trưa. Thương con không quản nắng mưa, thức khuya dậy sớm mưa giông không màng. Gian lao khổ cực não nàn, cho con no đủ hiên ngang với đời. Con đây chẳng nói nên lời, nghẹn ngào nước mắt lòng này khắc ghi. Lạy cha, lạy mẹ con quỳ, cống ơn trời biển đời đời không quên. Dưỡng con luôn khơ lớn, khéo mòn tuổi xuân. Lo từng mảnh áo cái quần, bát cơm đạm bạc đuổi xuân mỗi ngày. Những hôm tiền hết gạo vay, cha con lại phải đi cày suốt trưa. Cuộc đời biết mấy cho vừa, thương con bố mẹ trời mưa cũng dầm. Gì xuống đầm móc mấy con dạm băm 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 trưng mấy cái hành ăn mấy cơm thì quảng cáo thế lấm ăn mấy gươi nó phải kèm theo kèm theo rồi đây này đó. Đà lặng với Nha Trang với Phú Yên Phung là nó hay mưa. Bao giờ đi chán chỗ kia thì đi khám phá miền Tây miền Trung. À, gì nhỉ? Gọi là gì nhỉ? Gọi tên là gì nhỉ? Gạo. Cơ bản là đừng áp ông mất cái này ngồi đây à không nói thôi ngồi đi đây đây chậu nha đá đá bảo hỏi đây đấy đá nha đá đấy. Vâng. Mời các bác đi. Dễ mời đi. Chúng ta. 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 Chúng ta.
Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình Dỗ Cha hôm nay đến đây là tạm dừng. Hẹn quý vị và các bạn sang năm 2023. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại.